Thiền xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Thiền tới đây quay phim để ghi những hình ảnh lúc thợ làm nhà cho anh Vinh Sơn với chị Thị Men. Thì ngôi nhà này cũng được xây dựng cho các con của gia đình này cũng đông đó, cho nên Thiền xây dựng bề ngang 4m, dài 11m và có xây luôn cái toilet luôn. Thì tí xíu Thiền sẽ đọc tên các cô chú anh chị đã giúp đỡ cho cái nhà này đó. Thì một vài hình ảnh lúc thợ làm gửi đến tất cả mọi người xem nha. Hiện tại ngoài trời cũng đang rất là nắng. Sao lúc này nắng nóng quá trời ha. Không mưa luôn á. Không mưa nổi. Nắng không miếng gió luôn. Anh Sơn đâu rồi chị? Dạ anh đi công chuyện rồi. Đi mua cái gì cho người ta ăn cơm. Dạ hả? Dạ. Lâu chưa? Đi lâu chưa? Dạ mới đi cái sọt à. Tiếp nãy giờ mới đi cái sọt. Thì hôm nay tụi em tới đây để làm nhà cho chị ha. Dạ. Thì cũng cuốn nền trước. Rồi sau này ngày mai bắt đầu gạch nó khô nó cứng lại á. Thì gia đình thêm đất vô nghe. Dạ dạ. Rồi. Thì quy định thêm đất bao nhiêu thì đây gắn đem vô. Để xíu thợ người ta dặn chị. Dạ. Chị thêm đúng vậy đó được rồi. Dạ. Thì nhà này làm cho chị được 11m á, chiều dài. Cái này là đất nhà, phía sau phải ruộng nhà không? Dạ không, ruộng của ba vợ chồng. Ừ. Ba vợ chồng nó cho mướn á, mặn. Vì nuôi cá người ta cho mới dây được 50, 30 triệu. Nhưng mà có cho cái nền chưa? Dạ nền này ông ba cho rồi. Cho rồi hả? Dạ. Đây em đọc tên các anh chị đã giúp đỡ chị ha. Dạ. Ở đây cô Diệu Hương, Diệu Thân ở bên nước ngoài gửi về 9 triệu đồng để giúp cho gia đình chị. Ở đây anh Đặng Chí Thành ở bên Mỹ tài trợ 1.500 đô. Cô Hồng Trần, Hải Hưng, chị Tú Anh, cô Lệ, bà Đức Phạm thì cũng có gửi về 200 đô đó. Cộng chung lại để giúp đỡ cho nhà chị ha. Dạ. Ở đây chị Trần Thị Ngọc Xuân ở bên Úc là 200 đô Úc nữa. Dạ. Đó thì cộng lại các số tiền này cũng trên 50 triệu, năm mấy triệu đó. Thì làm cho chị căn nhà này với lại xây luôn cái nhà vệ sinh luôn. Dạ. Thì chị có cái lời gì gửi đến cho các cô chú anh chị đã giúp đỡ mình á? Dạ, nói lời thì không biết nói gì, nói lời cảm ơn mấy cô chú làm cho gia đình được cho chúng em vậy cũng mừng. Dạ. Yeah. Thì cũng đỡ tránh mưa nắng. Chú mưa chú nắng vừa mấy đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Cảm ơn mấy cô chú. Cái nhà của chị do con cái cũng đông đó, cho nên em cũng lót gạch cho nhà chị luôn ha. Dạ dạ. Để nó sạch sẽ luôn nha. Dạ. Yeah. Cho em cảm ơn. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi cái toilet cái xây đâu được? Dạ xây cặp đó đó. Ừ. Cặp đó mình thả nước xuống. Ừ. Chúng nó cái này nó hay ôi máu quá. Ở sao được công đó không chị? Dạ, cái đó của bà già chồng được công. Ừ. Cái bà ba cho thấy con cháu đông quá ba cho ha. Dạ. Dạ. Cái dây á, nhà cho dây 30 triệu á thì mình mua cho mượn. Đất này mốc lên lâu chưa chị? Dạ mới mốc thì hè thu á. Mà hơn đi hồ đi. Đất này tới nữa chị bơm nước lên đây á, đầm cho nó kỹ nha, tại vì cái nền này nó còn nứt nữa đó. Dạ, dạ. Cho nên làm phải kỹ lưỡng chứ không ấy là sau này nó sập à. Kêu bầm mà nó bầm, thợ ta kêu bầm cho nhuyễn rồi thêm đất dập, dập nữa. Không, bầm thì bầm nhưng phải thêm nước vô nữa. Dạ. Cho đất này nó dẻ xuống mới được. Dạ. Chứ đất mà mới múc lên vậy làm nó cũng không kỹ là nó bị nứt á. Dạ. Kêu ảnh thêm đất cho nhiều rồi mình dẻ cho dẻ. Dạ. Nhưng sáng cũng bơm nè, ảnh cũng làm dẻ. Ừ. Bơm cho cái mấy cái phần nó nứt đi á. Dạ. Ừ.
Dạ. Nó bằng lại hết, nó không còn nứt. Có một lõm chỗ đó, chỗ này thì hồi cấp nhà bếp không có nứt không. Ừ. Có khúc sau đâu phải không? Sau chút đó. Ừ. Thì ảnh mượn xì beng người ta nè, sáng sáng chỗ nứt á mình dầm nước sáng vô. Dạ. Chứ không nói vậy thì để nó nứt nó sụp gạch hết. À, nhất là mấy chỗ này là phải kỹ lưỡng chút mới được nè. Quá nắng này, ngày mai qua đó chở cái máy đầm qua luôn nha, để đầm mấy cái nền này mới được, không có máy đầm không chịu nổi đâu. Sao không dỡ cái nhà nó ra làm trên cái nền kia để bỏ im hơn? Dạ, ảnh cái gì nó giờ nó con nó hơi đông quá thì chạy cách đây đi rồi đây nó lạnh nó nhập đi. Thì cho mấy đứa nhỏ ngủ bên kia, gia đình ngủ bên kia. Chứ cũng lớn này cũng ngủ hơi hẹp. Nhà này đâu có hẹp đâu, nhà này. Đang quan bỏ màu rồi. Thấy đất có nền thôi. Dạ. Đây cái nền này thì nó mình nhà biết mình cũng theo cách nó cứng nhắc rồi, nó sập có con lỗ chút xíu đó à. Đó đó thì hồi đó đất cứng. Chỗ chị đây là mùa nước lũ có ngập không? Cái nền nhà này ngập không? Dạ không. Không ạ. Nó mới tràn tới đây. Tại vì cười rồi đó nè. Tính ra cái chủ của con Dương cũng được đó chứ. Hả? À? Chủ giữ dịch của con Dương nó cũng được đó chứ. Ừ. Thảnh hả Dương? Thảnh, thảnh. 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 Tính ra nó cũng được chứ. Trời, mối người ta dân hồi đó tới giờ đó gì. Hả? Bãi thiệt. Hả? Để luôn. Bãi luôn. Mấy thùng rồi. Để luôn. À, để luôn. Mấy thùng rồi. Thằng nít vụ ha, tiền ai bằng tiếp ta là ta tiền là đi cho mít ta ăn hết trơn. Ừ, cái râu của nó là trời. Nó lặn đến nó nổi có râu luôn á. Mày rửa cái miệng mà mày ra coi. Kỳ cần cổ ra, tao kỳ vô cái mặt mày nè. Học mới về sột rồi đi học nữa. Học đi ngày. Học hai buổi hả? Dạ. Học không nữa, mới được 6 rồi nha. Ê, thêm thùng nữa. À, bữa nay thợ tới cúng nền cho anh đó. Rồi anh cái nền anh tại phía sau nó hơi đất mới á. Anh phải đầm cho nó nhuyễn ra rồi bơm nước luôn. Khi mà cái này cứng hãy làm nha. Ngày mai hãy làm. Tại vì cái nền anh là phải đầm cho kỹ lắm á. Để không ai sao này lúng á. Dạ. Ừ. Nước thường bữa mà. Cái đó múc lên bao lâu rồi? Này lâu rồi. Ở phía sau kìa. Gần năm hả? À. Tại giờ do nắng nóng quá cái đất nó nứt ra. Thì anh phải bơm nước lên cho nó mềm lại ha. Ừ. Rồi bữa nay cuốn nền nó xong, ngày mai cứng này bắt đầu làm nha. Chứ chiều nay đừng làm nha, làm nó sạc hết á. Rồi. Mời làm. Ừ. Rồi tiếp cái trộn hồ nha. Anh khỏi nói người ta cũng chọn. Nghề. Nghề hả? Nghề có biết ấy đâu, trộn hồ thì biết thôi. Cái gạch kìa hả? Ôm đi. Làm nó không biết gì. Khỏi cái hồ hết rồi. Anh mặc đi, thôi, mặc không được lát quê, anh mới anh đi biển mau, anh mặc cái này vào đấy lắm á, mà cầm cái này cô, anh mặc cái này, anh đi lại.
ngoài nắng nó nắng dữ lắm rồi nó ảnh hưởng thần kinh. Mình đã mệt của con đi bệnh. Lớp một không biết chữ gì nữa luôn. Giờ xa gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Có thằng này thứ ba với thằng thứ hai học. Thằng thứ hai giờ nó xin nghỉ học rồi. Được học giữa lớp 6, giữa kỳ 1 rồi. Cái học không mở nghỉ. Năm sau. Cho không biết làm hả? Lấy nó không biết bằng hả? Đi ăn làm mấy cái. Lấy cái này đó. Biết chưa? Lấy cái nào? Không. Có tiếc. Lấy đây. Lấy nguyên liệu chui. Như vật liệu con 23 tuổi rồi. Long An cỡ 2.